Tem grande, tem pequeno, olha só. Sim. Tem pequeno, sim. Tem muito pequenininho. Isso de grande. Yeah, sim, não é? Sim. O outro são grandes. Tira tudo, tipo isso, tira tudo. Movo. Tá bem, tá bem. Movo. Tu, tipo isso, tira tudo, já? Tá bem. Agora suba, caiu, ela estragou. Vai, sim, estraga, estraga, estraga. Okay. Sim. Tá bem. Não, isso grande, né? Ah, esse tá, esse tá bom. Okay. Esse tá bom. Já. Também assim tá bom, já tá bom. Não? Sim. Okay. Agora esse aqui também está estragado. Ok, hello, Chacabá. Ok, hello, Chacabá. Ya, cakapan deh. Bubu, bubu cakapan. Cakapan. Ya, oke. Ya, chào các bạn đến với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hôm nay thì mình lại còn tiếp tục quay vào trang trại của bốn bạn để cho mọi người thu hoạch củ cà rốt. Bởi vì hôm thứ bảy vừa rồi thì mình cũng đến là thu hoạch ca. Thì cũng thấy là sáng kiểm tra bên cà rốt thì cũng là thấy cà rốt là cũng là khá to rồi. Nói chung là cũng thu hoạch được rồi. Cho nên là mình hôm nay thì mình sẽ lên là cho mọi người thu hoạch. Vì hôm trước thứ bảy thì mình cũng có về thành phố thì mình cũng có đi chợ thì mình cũng ra gặp anh ở đây thì anh mình cũng gửi cho anh ở đây là hôm nay ở trên trang trại là cũng có là củ cà rốt là cũng là to rồi thì nếu mà anh mà lên mua thì lên mua để về thành phố bán giúp cho người dân là bán ở thành phố cái giá cả nó khác hơn giá của ngoài chợ ngoài này cho nên là mình cũng là nói với anh thì anh cũng nói là thì sáng mai chiều nay chiều thưa anh cũng nói với mình là chiều này anh cũng có về nhà bởi vì ngày mai là chủ nhật phải đi lễ về chủ nhật về đi lễ thì thứ hai anh mới xuống thì anh cũng nói là nếu mà vậy thì sáng thứ hai thu hoạch được thì cũng nói với người dân là thu hoạch đi thì hôm nay thì mình sáng nay mình lên thì cũng nói với bác với cùng người dân ở đây thì là nên thu hoạch đi số bà como mua assim dia sábado sim sábado eu vai lá no pracinha tá bem tá bem no praça no cidade na praça na cidade tá bem cidade tá bem eu também entro lá no que é cantina que é Andrei tá bem sim Andrei ele vende lá no praça ok tá bom eu já falei bem com ele tá bem tá bem aqui já tá que senhora ok já tá bom sim eu já falei com ele assim tá bem agora ela também fala comigo tá bem tem a senhora tá bom é tira ok fala bobo tira depois ela vem vai vender vender tá bem porque eu quero vender manda é Andrei veja que compra sim para sa que ele vende prato ok lá aqui vende prato sim aqui não tem dinheiro lá é normal sim lá tem mais dinheiro sim tá lá no cidade ele aumenta mais dinheiro aumenta sim aumenta lá mình cũng nói với bác là mais melhor mình gặp anh Andrei bữa thứ bảy đó thì cũng là đúng là nói với bác rằng là dư mà tất cả rau củ quả mà của người dân cũng không là ở bản thì nói ở trang trại của mình thì nói riêng còn ở người dân ở đấy thì cũng có cả rau củ quả nữa thì nếu mà đem ra ngoài chợ gần đấy bán thì nó cũng được giá lắm bán thì cũng được thôi không được giá thì chỉ có về thành phố thì giá nó mới tốt lên được một tí nữa cho nên là mình mới gặp anh ở đấy là cũng cái nguyên nhân và lý do là như vậy. Não sei, ele fala hoje que hoje vem aqui. Vai vir hoje, né? É, ele vai vir hoje, mas por que? Agora já está terminando. Está atrasado, está atrasado. Ah. Yeah, e era só, tá depois não, ele vai vir. Sim, não, mas essa hora, essa hora deve estar já próximo. É. Já está vindo, está vindo. Cũng được năng suất lắm. Sô ba tâm an. Aí na não tem grande, tem pequeno. Aqui tem muito. Oh, boa tarde, boas-vindas. Obrigado, já. Ok. Sim. Oh. Muito obrigado. Obrigado, chefe. Tudo bem, né? Obrigado. Ok, muito bem. Ok, como? Obrigado. Chega agora. Vai chegar agora, chefe. Ok. Atrasei carro de manhã, a chuva estava chovendo. Estava chovendo, estava chovendo. Um atraso. Ok. Sim. Ok, eu também, de manhã eu falo com a sopa. Também vou voar aqui. Sábado eu venho você conversar com você lá no cidade, não é? Sim, chefe. Eu falo, bobo.
Oi ben tia da sinora. Tá bem. Ya sinora de boy ana de ven aqui. Ya eu tia. Já tia da. Super, você. Sim, tive a ver agora que eu penso que talvez tenha mais outro obstáculo que não vai vir. É verdade. Ya, afinal de contas, graças a Deus. Na verdade, o chefe conversou comigo. Ok, ok. Vinha lá na cidade, lá no municipal. Ok, ok. No mercado municipal, na verdade, conversamos. Lá tem cenoura. Não, por acaso. Se a cenoura está muito boa, não, vou ter que chegar lá e fazer um bom preço. Tá bem, tá bem. Na verdade, da maneira que eu cheguei. Não, se na verdade a cenoura estiver boa também, vou pagar também bem. Ok, ok. Só para mim, vou ter que pagar também bem. Sim, sim, já, já. Obrigado. Ok. Hôm thứ bảy mình có đến thì cùng nói chuyện anh em mình cũng có nói chuyện với nhau thì anh nói là cũng là cái anh nói là cũng giữ cái lời hứa bởi vì là anh em mình sống với nhau lâu rồi cho nên là anh cũng nói là phải giữ lời hứa là sáng thứ hai nay thì sẽ lên để mua cà rốt cho người dân thì hôm nay thì anh đã đến rồi nó sẽ aki dia eu sabe eu sei porque aqui braça aqui braça aqui ele vende que é mais barato não é sim só assim eu falo contigo, sim, leva a cidade, ajudar, leva a cidade, vender mais dinheiro. Sim, muito. Sim. Okay. É uma caluia cheia mesmo, na verdade, quando está cheia, eu pago 80. 80? Eu pago 80, mas quando da maneira que eu fui para ver essa cenoura, não vai se conjugar com esse preço. Mas nós estamos a comprar 80, uma caluia bem cheia, uma cenoura mesmo bonita. Mesmo, bem grossa. Que está mesmo bom, pagamos 80. Mas conforme tu vai ver essa cenoura, como tem cenoura fina, então também o preço também vai ter que também reduzir um pouco. Vai reduzir um pouco. A minha tia, anh nói là, hôm nay thì anh sẽ là mua ở như giá ở thành phố thì sẽ 80.000 một xe cực kỳ đầy luôn, xe bạc gà cực kỳ đầy luôn, thì sẽ là có giá là 80.000. Còn lúc sáng đây mình lên hỏi người dân á, thì người dân có nói là ở đây có khi thì 50.000, có khi 60.000, 65.000 đô la thôi chứ không có có hơn nữa. Thì hôm nay thì anh ở đây cũng nói với mình là cũng đã đó là nó cái giá 80.000 nhưng phải là cái củ to thế này, phải là củ to. Chứ còn mà nhỏ thì phải mua một cái giá khác chứ không phải là cái giá 80.000. Thì mình cũng nói với anh là tí nữa thu hoạch xong thì anh thử xem tình hình thế nào, củ to củ nhỏ thế nào đó thì anh trả giá cho người dân. Chú đúng như thế anh suy nghĩ để về anh bán thì anh cũng phải kiếm một đồng lời nữa cho nên là để anh mua được bao nhiêu thì của người dân thì để tí nữa thì anh em mình mới biết được. À xin ở đây á. Sim. Tipo você fala, não é? Sim. Grosso, bem grosso. Saiu? 80.000, não é? Agora tem grande tem. Pequeno também tem. Depois você fala bem grosso, já. Ok. Da mista, sim. Tem grande e pequeno. Estou a ver que a média parece que está mais demais. Está demais, né? E também vamos ter que também fazer um negócio um bocado a ser reduzido. Para ver se que a vez também lá também me dá um bocado que vou conseguir um bocadinho aí para para um fundo já okay. Sabe qual, da maneira que eu fui aqui. Que a pessoa deve trabalhar. Ok. Okay. Sim. Super bocado, bobo, quando bobo, estamos ainda arrancar. Depois, vê, braço. Yeah. Ok. Yeah. Agora quero vender. Ainda não saudei. Tem que saudar ainda. Ok, ok. Ok, nós acabamos, Miki André. Ok. Tá bom. Yeah, super bocado. Yeah. Ok. Yeah, agora thì bây giờ thì anh em mình cũng để lại với người dân để thu hoạch cho xong để anh ăn ở đây anh con giá cả thế nào nữa đây để anh cùng người dân để là để mà giá cả thì để cùng người dân để anh về thành phố nữa bởi vì chiều nay anh cũng về thành phố rồi. Yeah, tiến ra tour rồi. Vamos arrancar, vamos arrancar. Yeah, para ver. Anh ở đây tranh grande, tranh pequeno, né? Ah? Sim. Assim. Yeah. Agora leva grande, são grande não, yeah? É isso. Ok. Mình còn đưa về anh là mua cả luôn nên đừng có mua cụ to đấy cụ nhỏ. Anh hiểu không? Isso tá ver o que traz isso é pôr muito junto. Juntar muito. É. Conforme basta ficar sem um cabeça. Isso que é, folha ela grande, assim mesmo que é. Batata pequeno. Sim. Estraga isso, chefe. Está tudo junto. Está muito junto. É. Afastado, separado. Separa só. Agora fica muito junto. Ela não tem saúde. Não tem saúde. Chefe. Oi? Então, aqui vocês trabalhando. Ah?
Isso é coisa, é quiabo. Quiabo? Quiabo lá na cidade também que compra, compra, não? Compra, compra. Yeah. Compra muito. Outro dia que é? Lá compra muito. Outro dia vem a tira? Estava a próxima. Aham. Não, para a próxima eu vou ficar lá. Ok. Sim. Nó cùng đầu nay là cùng mình cùng nói anh là nếu khi nào về thì để mà bán cho anh luôn. Thì anh nhận cái gì? Ô sếp. Ờ. Anh được kì. Là? À. Nó cũng nghe gì đấy? Nà đó. Ô sếp phải giao sếp. Hả? Ô sếp phải giao. Phải giao. Ô sếp phải giao. Ô sếp phải là phải giao. Ý sao đi? Hả? Phải là giao sếp. Phải giao. Isso. Isso não é feijão. Não é feijão? Não. Hã? Isso que é? Isso é... Aí, o jompa. É o show folia. O jompa. Folia, mas... Couture. A folia está tipo feijão? Não, não é feijão. Isso é batata. Batata? Ela é tipo batata. Ela... aqui em Angola no, ainda não tem. Aqui em Angola nunca vimos isso aí. Porque okay, isso... ela, lá embaixo ela tem batata. Tem batata? É. Batata. Faz isso? Hã? Tem batata? Tem. É. Eu tiro você ver. Vem. Ora, André, vamos ver. Vem. Hã? É assim? Cani, tira isso. É, eles lá embaixo. Isso chama angolano, angolano que não tem. Aqui é nome, aqui angolano não tem isso? É, nome vietnamita que é Curão. Curão? Curão. 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 Sim, senhor. Isso quando quer? Ele vende caro. Muito caro? É, lá, leva lá no cidade, no Vietnam. Ele foi caro. Isso é batata? Tipo batata ah? Doce? É, tipo batata doce. Agora tira da comer. Uhum. Isso vende lá no cidade, muito caro. No Vietnam, chinês. Chinês, Vietnam compra. Chinês? É. Lá, anh hỏi mình, mình nói đấy là... Không phải là cái... É, tao... Là mình cũng nói với anh là đấy không phải là đầu đâu, quả đầu đâu, mà đấy là củ đậu. Em muốn batata chứ? Batata, tipo batata doce. Você come? Eu nunca provei isso aí. Hã? Nunca provei, chú. Eu nunca comi. Hã? Você que come, ele é igual batata. Ainda hoje vou lhe provar mesmo. Provar? Já. Cuia? Doce. Cuia é muito doce. É. Là mình cũng nói với anh là para a próxima vou vir aqui. Vou ir cá isso. Não. Vou conversar com o chefe. Ok. Vai ter que me deixar lá. Só falta bocado. Quando ela é pronto grande. Eu chamo você vem aqui ver. Também leva lá no cidade vende tem pessoa compra ou não. Porque aqui nós vende muito caro. Muito caro. Là mình cũng nói với anh là cái củ đầu này là ở đám với thành phố là anh em mình là bán cho người dân Việt Nam và người dân Trung Quốc ăn. Chứ còn không biết ở người dân ở Angola có ăn hay không thì mình chưa biết được, cho nên là anh ấy cũng muốn là để cũng đòi múa thì mình cũng nói là cái này để hôm sau lúc nào thu hoạch thì cũng để bán lại cho anh một ít để anh về thành phố anh ấy bán thử để xem thế nào, chứ còn bây giờ thì chưa thu hoạch được. Tá bom assim, não é? Tá muito bom. Quando for pronto eu chamo você vem cobra boca do leva no cinema. Mas ele é cuia. É muito bom. Cidade, vende. Basta se tiver pronto, você vai ter que me ligar. Ia, quando bà lúc kể em xem thì vai Brasa. Vai Brasa, eu vou falar. Sim. Yeah. Não, a sé que está bom. Là mình cũng nói với anh là mình cũng hãy đi chơi thứ bảy, anh em mình đánh thủ thứ bảy, chiều thứ bảy là đi chơi thì cũng hãy gặp anh em đấy. Thì mình cũng nói là hôm sáu khi nào thu hoạch thì mình mà đi chơi, mình nhớ mình đi chơi, mình gặp thì mình nó sẽ nói với anh, nhưng bây giờ thì chưa thu hoạch được. Para ver se que a batata já está pronta. Aqui que é, aqui é, aqui, bo angolano, que eu gosto de comer, que é, rama vietnamita. Também que é, couve vietnamita. Ele sempre vem aqui comer, você não vê? Agora balanda. Ele tira tudo. Sim, senhor. Lá mesmo, nós vamos andar aí, người dân ở đây là cũng thích ăn cái rau muống và rau cải, cho nên là cũng toàn là vào đây mua. Anh em mình trống kịp, không kịp để cho người dân mua. Cái này là để hôm sáu ấy, em giáp sáng ấy, thì anh em mình đem giống sáng nhiều nữa thì mình bắt chừng nữa mình quy hoạch là trồng thêm nhiều vào để cho đủ cái nhu cầu của người dân. Conforme aqui a batata.
Eu para mim é para a primeira vez para me conhecer. Sim. Eu nunca vi. Yeah. E nunca provei. Lá, assim hoje é para a primeira vez. Lá, ele é muito boss. Lên đây đi ở thành phố giống nói giờ lên đây là anh vào đây cũng thấy là có nhiều cái rau củ quả của Việt Nam mà anh nhìn cảm thấy thú vị là khi mà nhìn rau củ quả Việt Nam nhìn là lạ lắm. Lạ hơn bởi vì là có nhiều cái anh chưa nhìn thấy, bây giờ thì anh mới được nhìn thấy. Chứ đối với anh là rất là lạ, cho nên anh nói khi nào mà có những cái gì mà của Việt Nam mà kia thì để cho anh thưởng thức với. Ok yeah. Ok các bạn, là bây giờ thì mình cùng anh em mình cùng bác trưởng bản cùng một số người dân đây thì cũng là thu hoạch được từng này cà rốt thôi. Thì bây giờ thì để mình xem coi anh ăn ở đây thì anh sẽ mua được cái xe này được bao nhiêu tiền. Ô ăn ở đây. Chef. À xin nhá. Agora só tem assim que senhora. É isto. Yeah. Agora preço como você também fala com que sopa com bolo, yeah? Tá bem, chef. E para mim é aquela parte que eu já falei daquela hora já com soba. Ok, ok. Que basta se a caluia, se eu encontrar, se nós escolher uma caluia cheia mesmo, na sim, verdade, cheia da maneira conforme... deveria chegar até okay, nesse lado. Basta chegar essa altura aqui, eu deveria pagar 80. Oh, oh. Mas conforme está, vamos nos facilitar também. Vamos pagar 42. Mas não se aumenta pelo menos mais 5. Por acaso, o que falta é muito. É muito, né? Falta muito. Ai, e é. Também se eu vos pago esse preço, porque vocês são os braços direitos. Okay. Somos que irmãos, então devemos também nos comprar. Lá, anh anda daí, lá, anh, que anh xem cái số cái rốt này rồi, thì anh cũng nói là, cũng nói từ đâu rồi. Là như ở thành phố thì một xe như thế này là có trị giá 80.000. Nhưng vì bây giờ thì chỉ có được nửa xe, hơn nửa xe tí. Thì anh là nó phải một đây ngang đây này thì 80.000. Thì còn bây giờ thì chỉ có được từng này thì cũng hơn nửa xe tí. Thì anh là cũng nói là mà trả cho người dân ở đây là 42.000. Nhưng bác xâm trường lại cũng muốn là thêm 5.000 nữa. Nhưng anh ăn ở đây không trả thêm nữa. Anh ăn ở đây nói là chỉ có trả những cái giá vậy là tốt rồi. Dạ ăn ở đây. Chef. Tao bỏ ngạc xin nhá cô là ăn ở đây cái rô bà 42. 42. Dạ. Mais ou menos porque não perdemos muito assim. É normalmente. Porque se alguém fez mal também a chuva, que não chove bem e também a regue pouco. Sim. Yeah, mas seria mais ou menos nesse tamanho assim. Yeah, seria não, se grande. Se tivesse como nesse... está isso aqui. Yeah. Yeah, o preço também deveria também ser também outro. Yeah. Também temos a razão porque é muito inferior. Sim. São inferiores. Tá, bác trưởng thôi là đừng còn năn nỉ anh ăn ở đây. Nhưng cũng được rồi, chỉ có giá đó thôi. Ăn ở đây. Chef. Agora leva assim só assim só vai se dar. Não, assim... Não vou levar assim, da maneira que fomos estar com a aleluia. Okay. Vou ter que passar na lavra e buscar também um bocado de repolho e depois vou encher. Ok, tá bom assim. Yeah. Okay. Là mình cũng hỏi anh là bây giờ là chờ tương lai về thành phố thôi à? Thì anh cũng nói với mình là không, không. Là tí nữa anh sẽ về ở chỗ trang trại của anh á. Là anh sẽ là hái thêm bắp cải để cho đầy xe để trở về một chuyến luôn. Tá bom assim, nhá. Tá bom. Agora tá bom việc đã để assim agora que aumenta mais não tem. É verdade, é verdade. Também, chefe, é a razão porque são muitos pequenos, por causa de coisa. Então, é por isso que reduziu muito o preço. Então, mais ou menos que vamos comprar mais outro semente para podermos semear mais de novo. Ah, yeah. Bác nói bây giờ thì bán ra số cà rốt này thì để cũng để lấy tiền để mà như anh em mình về thành phố là mua giống tiệp là để trồng tiệp. Pronto, soba. Sim. Vamos nos pagar. Tá bem. O tempo também está indo. É verdade, verdade. Sim. Dez. Vinte. Ok. Trinta. Ok. Ah, 30, né? 30, sim. 30. 5. 40. Ok. 40. Isso. 42. Muito obrigado. Isso. 42, certo, né? Tá certo. Tá certo, okay. Né, Soba? Yeah. Yeah. Soba, pode repetir, se não tá certo. Ah, tá bem, tá bem. Me engano que tá a coisa. Sim. Eu vou repetir ainda, para ver se tá certo. Dois.
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36, 38, 42. Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá certo. Então pronto, muito não obrigado. Tem nenhum problema. Já, obrigado. Já. Quando aqui na fazenda tiver umas planas que estás pronto, esse, okay. Esse mesmo me ligar. Tá bem, e tá mesmo bem. O chefe também já vai ter paciência, também já nem me conta que tá. Tá bem, tá bem. Sim. Muito obrigado. Então, nós também agradecemos. Tá bem. Que a nossa semente não deixamos assim, vamos. Ok, está estamos bem. Aproveitar um bocado. Tá bem. Então, nós também vamos ter mais força de trabalhar. Sim. Caso termos mais outro, termos mais um bocado de cereais, vamos te convidar mais para vir cá lá. Tá bem, senhor. Yeah, porque sim. Lá na cidade nós não conhecemos bem os becos de onde que se vende melhor. É isso. Yeah, yeah. Tá bem, senhor. Muito obrigado. Sim. Yeah. Vamos lá. Yeah, thì ok các bạn, thì số tiền bán được hôm nay là cà rốt thì bác cũng nói với mình, với người dân là để bác dư lại, để bác tiếp tục mua giống, để trồng tiếp. Còn bây giờ thì cũng để cho anh ăn ở đây về, thì để mình cùng bác cùng người dân để xuống tiếp tục làm việc. Thì video của mình đến đây cũng hết. Các bạn thấy video này hay thì ủng hộ, đăng ký, ủng hộ. Các bạn thấy video này hay thì chia sẻ cho anh em một like, đăng ký kênh Cộng Giáp để ủng hộ anh em mình đến với người dân bản nhiều hơn các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok. Sơ ba xin tạm bỏng nhá. Xin tạm bỏng sẽ phía. Xin bà đã nhé đùa hoặc đã để bơi con ra mai cement. Xin, hôm nào đi nhé, vamos entregar o chefe. Ok. Para ir nos comprar mais semente. Tá bem. Hôm nào. Pronto. Você dá dinheiro, eu vai... Ficam bem. Sim, sim, sim. Vai à cidade, eu compro. Sim, sim, sim. Tchau, já. Obrigado, obrigado. Tchau. 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 Vai bem. Vai bem, já. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok.